Nhiều khi cứ mỗi lần stress là lại cứ đi ăn, đi uống cà phê hoài nó cũng chán đúng không các bạn? Vậy thì tại sao các bạn không thử một lần đến với một cái buổi workshop làm bánh kem giống như này để đổi gió thử coi sao? Nhìn vậy chứ cái mô hình workshop kiểu này nó đang dần trở thành xu hướng mới á nha. Nó đông dữ lắm luôn. Nhiều khi tới mà không đặt lịch trước là coi chừng không có chỗ đâu à. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tú hiệu trưởng đây. Workshop mà hôm nay tôi sẽ đưa các bạn tới là IDIM nằm ở bên quận 7. Với cái không gian 2 tầng khá là rộng rãi, có tông màu pastel làm chủ đạo cực kỳ dễ thương và gần gũi luôn. Mới vô thì các bạn sẽ được tư vấn để lựa chọn những mẫu bánh kem theo đúng ý thích của mình nhất. Sau đó sẽ được phát tạp về và những túi trang trí để bắt tay vào làm. Đó giờ nói thiệt với các bạn chứ đây là lần đầu tiên mà tôi làm bánh kem luôn. Vậy mà lần này lại không gặp bất kỳ một cái khó khăn nào luôn nha. Tại vì tất cả mọi thứ như nguyên liệu và những dụng cụ tốt nhất luôn sẵn sàng và được bày trí rất trực quan và dễ tìm. Công thức thì có sẵn trên tay, nhân viên thì lúc nào cũng túc trực, sẵn sàng hỗ trợ tôi bất kỳ lúc nào thì tôi hỏi các bạn chứ còn cái gì mà khó khăn nữa đâu. Đây là thành phẩm chiếc bánh kem chủ đề Halloween mà nay tôi làm nè. Lần đầu nữa là tôi trang trí chưa có đẹp lắm. Có gì à, các bạn bỏ qua cho tôi xíu nha. Xong hết thì nhân viên sẽ bỏ bánh vô hộp cho tôi. Rồi lại còn tặng thêm trái bí bằng bông đem về nữa. Công nhận vui thiệt luôn á các bạn. Nay tôi tìm ra cái workshop này cũng là nhờ công cụ Google 3 được phát triển bởi Google này nè các bạn. Kiểu nó giống như là ChatGPT vậy á. Ta nói hỏi cái gì nó cũng biết hết trơn, từ vui chơi giải trí cho tới nhiều lĩnh vực công việc học tập khác. Đặc biệt là nó còn hỗ trợ được định dạng hình ảnh âm thanh các kiểu nữa. Nói chung rất là tiện lợi luôn. Rồi ok ha. Ai mê thì nhớ nốt lại cái tọa độ của workshop làm bánh uy tín này nha các bạn.